Nói chung thì tiệm lần đầu tiên, cái này là tiệm đầu tiên, nhưng mà anh cũng rất cảm ơn Chris là của Vinci Solution. Design rất là đẹp. Nói chung anh cũng dựa theo cái thiết kế của Chris để mà hoàn thành cái tiệm giống như bây giờ. Cái location này anh chọn ở đây là vì ở đây là đa số khách du lịch. Hầu như là anh không dám nói 100%, nhưng mà khoảng 95% là khách Mỹ trắng, và nó gần sân bay, gần cái cảng của San Diego. Nói chung như em thấy thì ở cái đoạn đường này traffic lúc nào cũng là busy hết. Cái là nguyên cái complex ở đây á, cái nguyên cái unit ở đây là nó mới build chưa đầy 1.5 năm, mà những cái condo ở trên đó là trị giá là 1.5 cho hai phòng ngủ hai phòng tắm. Cho nên nói chung ở cái dân cư ở đây á, cái income họ rất là cao, cho nên thì rent cũng rất là đắt. So far thì khách rất là thích, khách nào cũng vậy. Đi vô thì họ đầu tiên họ bắt mắt vào cái tiệm, cái design, cái sự đèn đuốc từ giống như ánh sáng mà từng thiết kế của Chris làm rất là đẹp. Nói chung anh rất là hài lòng về những cái design và thiết kế của Chris, của Vinci. It's nice and bright, and because it's all white, I guess you feel like everything's really clean, because you would see any dirt. I think when people get their nails done, I think they want to know that everything is really clean. So, yeah, really nice. Nice job. Okay, cảm ơn em. Anh cũng chúc cho em và team năm mới phát tài. Ngày càng nhiều khách, design càng đẹp.